Chào các bạn, trong video trước thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để mà hiển thị cái thư mục bảo mật lên các bạn ha. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà có thể là ẩn thư mục bảo mật đi. Ví dụ như các bạn khi mà các bạn mở lên rồi thì nhiều người nhìn vào, người ta sẽ biết bạn là đang sử dụng cái thư mục bảo mật đó. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn ẩn đi, hoặc nếu như mà các bạn không thích nữa thì các bạn cũng có thể là gỡ bỏ cái thư mục bảo mật này đi ha các bạn ha, và hướng dẫn như thế nào. Thì bây giờ các bạn làm theo như mình nha. Thì để ẩn cái này đi á thì các bạn cũng vào đây ha, xong các bạn nhấp vào cái ba chấm này, rồi các bạn nhấp vào cái cài đặt ha. Thì nó sẽ có cái chỗ là hiển thị thư mục bảo mật ha. Đó. Các bạn nhấp cái ẩn cái thì lập tức ở ngoài đây nó sẽ ẩn liền các bạn ha. Rồi các bạn nếu mà muốn truy cập nó thì như thế nào, truy cập nó thì các bạn vào đây vào cài đặt. Rồi tiếp tục thì các bạn xuống chỗ là sinh trắc học và bảo mật, rồi các bạn kéo xuống chọn chỗ là thư mục bảo mật, rồi các bạn bật lên thôi. Ở đây đi, nó hỏi mật khẩu thì các bạn đánh mật khẩu vào đó, rồi các bạn cho nó hiện lại. Rồi ví dụ như các bạn muốn xóa bỏ đi luôn thì các bạn nhấp vào đây chỗ cài đặt khác nha các bạn đó. Rồi các bạn thấy chữ gỡ cài đặt không, các bạn nhấp nó vào đó, nhấp chữ gỡ cài đặt ha, nó sẽ ghi nè, bạn có thể chuyển khỏi thư mục bảo mật ha. Ở đây nó sẽ ghi là chuyển các mã đa khỏi thư mục bảo mật, thì nó sẽ chuyển ra và nó sẽ nằm trong cái thư mục này, bộ nó trong secure folder ha. Rồi, các bạn nhấp gỡ cài đặt. Rồi, nháy là một cái gì là xong các bạn ha. Ok. Rồi, vậy là mình đã hướng dẫn các bạn là cách gỡ bỏ cái thư mục bảo mật này ra như thế nào các bạn ha. Hoặc các bạn ẩn nó khỏi cái màn hình chờ để cho người ta khỏi biết ha. Vậy là mình đã hướng dẫn xong rồi. Các bạn nếu mà thấy thủ thuật này hay thì có thể like chia sẻ video này giúp mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.